Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các mẫu xe đạp địa hình Meira Mazsup, một dòng xe được sử dụng full một set group của Shimano DOG, từ đùi đĩa trục rỗng, bộ chuyển động, đôi Meira tay lắc, rồi cặp phanh để full hết một tất một set của DOG, một thương hiệu Meira cũng rất là quen thuộc, nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Các bác chơi xe thì cũng không lạ lẫm gì cái thương hiệu này. Và chiếc xe này đang được bán với mức giá chỉ còn là 8,5 triệu. Đổi lại thì các bác đã được một chiếc xe mang cấu hình đấy, full hết từ bộ tay phanh dầu, rồi tay bấm xả 9 tầng lít 3 đĩa. Rồi dưới này là Meira DOG. Rồi bộ chuyển động đùi đạp đấy, rồi con heo dầu đây đấy, full hết tất tần tật một bộ Shimano DOG, cộng với cả là giảm sóc hơi giảm sóc hơi đến từ thương hiệu Sốc Rốc của Mỹ. 8,5 triệu mà các bác đã được một chiếc xe full cấu hình như này rồi, rất là ngon, về chỉ cần đạp không cần phải nâng cấp gì. Đấy, thương hiệu Meira nó cũng là một thương hiệu rất là tốt rồi. À, còn được trang bị cả một bộ vành của Mavic luôn các bác nhé, made in Taiwan này. Đấy, thương hiệu Mavic này rất là nổi tiếng của Pháp này, được sản xuất tại Đài Loan này. Rất là đẹp. Thiết kế khung hộp do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là nó xuất hiện những cái vết xước trên khung không thể tránh khỏi. Đổi lại thì xe có cái tông màu trắng này nè. Đây là nhìn tổng thể thì cũng còn rất là đẹp. Cọc F1A Mỹ này. Chiếc xe cấu hình rất là ngon, full hết DOG, giảm sóc hơi. Rồi thì vành Mavic Pháp. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 mm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 mm. Thì chiếc xe có thiết kế đóng ngang là đóng thẳng, thì nó sẽ phù hợp các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 thì phù hợp. Động cực kỳ mượt mà, xuống rất là nhạy. Và chiếc xe này là bán mức giá ngay từ đầu video chỉ có là 8,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.